Chào các bạn, hôm nay Lạc Hồng sẽ mang đến cho các bạn một dòng pa lăng xích kéo tay có mức giá phổ thông và các đặc điểm cực kỳ hấp dẫn. Đó là pa lăng xích kéo tay Nitto. Hãy cùng đón xem nhé! Điểm làm mình ấn tượng nhất ở dòng sản phẩm này là thiết kế. Một thiết kế vỏ dạng lồi đặc biệt như là một lá chắn vững chắc, bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi va đập. Lại thêm lớp sơn tĩnh điện màu cam sáng bóng phủ hết lên toàn bộ phần vỏ và móc, mang lại vẻ cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên. Tiếp theo, điều sẽ khiến bạn ấn tượng nữa đó là hệ thống phanh hãm của sản phẩm. Pa lăng xích kéo tay Nitto có khả năng giữ tải, treo lơ lửng trên không trung cực tốt khi đột ngột ngừng kéo. Tất cả là nhờ cơ cấu chốt hãm kép bánh răng cóc bên trong. Khi ngừng kéo, hai chốt hãm ở hai bên bánh răng cóc sẽ khóa bánh răng lại, không để bánh răng quay mất kiểm soát. Xích tải của pa lăng xích kéo tay này khi cầm vào tay cho cảm giác cực kỳ chắc chắn. Chất liệu của xích là hợp kim thép chất lượng cao G80, có khả năng chịu tải cao, chống biến dạng cực tốt. Chiều dài xích là 3m hoặc 5m. Ngoài ra, Lạc Hồng có nhận thay xích với chiều dài thích hợp với nhu cầu của khách hàng. Dòng sản phẩm này có khoảng trọng tải khá rộng, từ 1 đến 20 tấn, phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng từ dân dụng đến xây dựng, nhà xưởng, hầm mỏ. Đặc biệt, pa lăng xích kéo tay Nitto được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản, giúp bạn chỉ cần kéo với một lực nhẹ là đã có thể nâng được vật nặng lên cao. Tuy nhiên, tốc độ nâng hạ của dòng sản phẩm này cũng như các dòng pa lăng xích kéo tay khác tương đối chậm, nên nếu công việc cần đẩy nhanh tiến độ thì nên chọn pa lăng xích điện. Pa lăng xích kéo tay Nitto hiện có giá khoảng từ 1,4 triệu đến 20 triệu đồng. Với chất lượng tuyệt vời như trên mà mức giá chỉ ở tầm trung thì mình chỉ có thể tóm lại một câu về sản phẩm này là quá tốt trong tầm giá. Các bạn nghĩ sao? Hãy comment phía dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.